Sau khi giới thiệu về tô chuyển ở trong Illustrator thì bây giờ chúng ta làm thử một cái ví dụ nhỏ như thế này nhé. Chúng ta sẽ làm một cái nút bấm chất liệu trong bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Đây các bạn quan sát này. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái hình như thế này. Giữ shift nha, vẽ một cái hình tròn tròn. Ok, vậy là tôi có được hình rồi. Bây giờ tôi sẽ tô chuyển. Thì như ban đầu, nó sẽ tô chuyển cho tôi bằng đen và trắng. Chúng ta nên copy, cất lấy một cái hình. Tại vì một chốc nữa là phải tô đen trắng. Mà nếu mà chúng ta đã chuyển sang màu rồi thì tô đen trắng lại mất rất nhiều thời gian. Sau đó thì chúng ta sẽ tô màu cho nó. Đây, chúng ta sẽ kéo thả trực tiếp nhé. Một màu này, hai màu này. Ok, sau khi tô màu xong thì bây giờ tôi chuyển kiểu, đó là kiểu gradient. Bao giờ cho màu sẫm nằm ở bên ngoài, màu sáng nằm ở trong. Các bạn là muốn thì các bạn có thể là gia giảm các cái tỷ lệ màu bằng cách là kéo cái con chuột này. Đến đây thì làm gì nữa? Chúng ta sẽ Ctrl F, chúng ta dán cái hình vừa rồi vào. Đấy là hình đen trắng, đúng không? Bây giờ tôi thu nhỏ nó lại. Như thế này. Hủy cái đường viền ví dụ tôi, chỉ để màu tô thôi. Sau đó chúng ta sẽ quay một góc 90 độ. Hiện tại bây giờ đã tô theo cái góc độ là gì đấy ạ? Trái phải, đúng không? Bây giờ tôi cần là trên dưới 90. Thì bây giờ chúng ta sẽ có tô theo kiểu 90 độ. Cái tôi cần là màu đen ở dưới, màu trắng ở trên. Thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng đảo màu. Thì chúng ta sẽ có đen dưới, trắng trên. Tiếp nữa, muốn xử lý đen nhiều, đen ít thế nào thì chúng ta lại kéo cái con trượt này để chúng ta gia giảm nó. Sau đó thì chúng ta gióng hàng đi. Gióng hàng để cho các cái đối tượng này nó thẳng hàng với nhau. Và các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho nó thành một cái hình mà nó tương đối là tương thích với lại cái lượng cong ở phía trên. Đến đây thì chúng ta làm gì nữa? Chúng ta sẽ chọn cái hình tô đen trắng này. Bây giờ chúng ta vào một cái bảng thoại gọi là bảng Transparency. Bấm vào đây thì bảng Transparency sẽ mở ra. Đây, bảng Transparency các bạn có thể tìm thấy nó ở cái icon là một cái vòng tròn đen đè lên một cái vòng tròn trắng và có cái phần giao nhau ở giữa để mô tả cái sự trong suốt, có thể nhìn xuyên từ cái hình trên xuống hình dưới. Và thay vì việc là chúng ta gia giảm các cái tham số opacity thì chúng ta sẽ chuyển đổi cái chế độ gì ạ? Chế độ hòa trộn blending mode. Nhưng trước khi mà các bạn làm cái thao tác chuyển đổi blending mode thì bây giờ chúng ta lại phải giải quyết một chút vấn đề thế này đã. Kiểm tra lại cái chế độ màu giúp tôi là nó đã chuẩn hay chưa? Chuẩn ở đây là chuẩn thế nào? Màu đen là màu đen gì? Màu trắng là màu trắng gì? Thứ nhất, màu phải là màu CMYK giống như cái màu bên dưới. Và tỷ lệ đen là tỷ lệ đen 100% ở tất cả các màu chứ không phải là chỉ black màu đen thôi. Đây, chúng ta nhấp vào đây và chúng ta kiểm tra. Đó. Tôi bấm đúp vào đây. Bảng thoại màu mở ra và tôi bấm vào cái bảng color này. Thì hiện tại các bạn nhìn thấy là cái màu của chúng ta nó vẫn đang là màu gốc ban đầu là màu gray. Muốn xử lý thì chúng ta sổ danh sách ra và chọn CMYK. Lúc này chúng ta sẽ thấy màu đen của chúng ta là đen black 100%. Còn tất cả các cái tham số khác, cyan, magenta, yellow vân vân thì nó đang đều là không. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là thiết lập lại tất cả các tham số này về 100 cho tôi. Tức là đen này là tất cả các thành phần đều là 100% cả. Đấy. Sau khi thiết lập xong, kiểm tra tiếp cái màu trắng. Màu trắng thì bây giờ vẫn đang là màu theo kiểu gray. Do đó tôi cũng cần phải đưa nó về CMYK. Và tất cả ở đây đều là không. Đến đây thì ok rồi.
chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, đó là chuyển lại về bảng Transparency. Tại bảng Transparency này thì tôi sẽ sổ danh sách ở cái chế độ hòa trộn này ra và tôi sẽ chuyển nó tới chế độ Screen. Với chế độ Screen thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là gần như là trong suốt như thế này. Nó giống như là cái bóng phản quang ở trên cái bề mặt cong. Và bây giờ nếu như các bạn muốn làm cho cái nút này trông nó có cái độ dày nữa, trông nó thực hơn một chút nữa, thì chúng ta sẽ làm thêm một chút hiệu ứng vào cho nó. Hôm trước thì chúng ta đã làm việc với hiệu ứng rồi, đúng không? Chọn đối tượng này và effect này. Buổi hôm trước thì chúng ta mới giới thiệu về distort và transform thôi. Hôm nay chúng ta làm quen thêm một chút các hiệu ứng khác. Lúc này thì các bạn tìm tới stylist cho tôi và các bạn chọn drop shadow, tạo bóng đổ. Khi bảng thoại mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái tham số. Để preview thì chúng ta nhấn vào đây để xem cái chế độ của nó hiển thị như thế nào. Và các bạn sẽ thấy cái bóng đổ nó sẽ hiện lên ở trên đối tượng. Màu sắc các bạn có thể thay đổi. Đó. Blue là cái độ viền mờ của cái bóng này, nó nhiều hay ít. X offset, Y offset là cái bóng này nó sẽ lệch ra so với lại cái vật chủ bao nhiêu. Đó. Opacity, độ trong đục của cái bóng, vân vân. Các bạn muốn bóng nó như thế nào thì các bạn thay đổi như thế. Nhập OK. Đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta bắt đầu tạo ra được một cái nút bấm mà nó có cái tính chất là gì đây ạ? Trong, vòng lên, đó, có tính chất phản quang. Muốn làm cho nó trong nhiều, đục nhiều thì đây các bạn có thể giải quyết. Đó. Gradient. Đây, da giảm khoảng cách như thế này. Đó. Ví dụ bóng nhiều bóng ít, trong nhiều trong ít, thì các bạn da giảm cho tôi bằng cái này. Đấy. Thì nó sẽ tác động đến cái phần mà bóng phản quang ở trên bề mặt. Thế còn tương tự như thế, bây giờ muốn chuyển sang một cái, muốn nhân bản, muốn tạo thêm một cái phiên bản màu khác rất là dễ. Chúng ta chỉ việc là dự chọn cái này, dự an kéo sang để nhân bản. Sau đó thì các bạn chọn cái đối tượng ở dưới, lại sổ cái swatches này ra. Ví dụ bây giờ tôi đổi sang một tông khác thì tôi sẽ kéo thả cái màu mới vào đây. Quy tắc luôn luôn là màu sẫm nằm bên ngoài, màu sáng nằm ở bên trong. Đấy, rất nhanh, tôi đã có thêm một phiên bản khác, màu khác rồi. Rất dễ. À, như vậy là chúng ta vừa áp dụng một chút là tô chuyển này, cộng thêm một chút nữa là các cái chế độ chỉnh sửa màu, thêm một chút nữa là chế độ hòa trộn blending mode, và tiếp xúc thêm một chút nữa với lại cái hiệu ứng ở trong menu effect. Vừa rồi là chúng ta vừa làm quen với cái hiệu ứng bóng đổ, và như vậy là chúng ta rất nhanh chúng ta đã tạo ra được một cái nút bấm chất liệu là trong, đúng không? Phản quang bề mặt cong trông rất là hấp dẫn.